Hello anh em đã quay trở lại với Tàu Nhanh Công Nghệ số thứ 2 và lại là mình Nami đây. Và Tàu Nhanh Công Nghệ của chúng mình sẽ được thường xuyên phát sóng vào 9h30 phút sáng chủ nhật hàng tuần trên channel của Hà Nội Computer. Và ngay bây giờ thì các bạn hãy cùng với mình đi điểm qua những cái tin tức nóng hổi nhất có trong tuần vừa rồi về công nghệ nhé. 1. Horizon Zero Dawn có màn ra mắt tệ hại, kỹ năng kém hay là chiêu trò của Sony? 2. Nvidia chốt lịch ra mắt RTX 3000 vào 31 tháng 8 tới. 3. AMD tiếp tục dò dỉ thông tin về Big Navi ra mắt vào tháng 9 nhưng chưa rõ ngày nào. 4. Intel ra mắt Core i thế hệ thứ 11 Tiger Lake vào ngày 2 tháng 9 tới đây. 5. Làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai cùng các chương trình khuyến mại đỉnh cao trong tháng 8 này tại Hà Nội Computer. Có thể nói là Horizon Zero Dawn là một trong những tựa game thành công nhất trên hệ máy PS4 với cái số điểm cao chót vót trên Metacritic này, GameSpot hay là IGN. Bởi lẽ đây là một cái tựa game có lối chơi hấp dẫn, rồi cốt truyện hay ho, bên cạnh đó thì đồ họa thì rất là xịn sò và bắt mắt. Mình nghĩ rằng đây có thể nói là một cái tựa game mà khiến cho tất cả những anh em game thủ trên PC phải cực kỳ ghen tị, bởi vì em nó chỉ được độc quyền trên PS4 mà thôi. Nhưng mà các game thủ trên PC cũng không phải đợi lâu khi nhà phát hành Sony đã chính thức mang tựa game này lên PC thông qua bản port được phát hành trên Steam chỉ sau 3 năm rưỡi kể từ ngày phát hành trên PS4. Những tưởng bản port này sẽ mang lại nguồn doanh thu khổng lồ cho hãng game bởi rất nhiều game thủ trên PC đã rất khát khao được chơi tựa game này. Nhưng trái lại với Horizon Zero Dawn trên PS4 đã làm được thì phiên bản trên PC đã nhận trái đắng khi mà người chơi liên tục gặp phải tình trạng crash game, tụt FPS khi chơi game trên PC mặc dù là cấu hình yêu cầu không hề cao. Sự cẩu thả này của Sony đã đem lại thành quả xứng đáng khi nhận tới 6.500 trên 17.000 lượt phản hồi tiêu cực của game thủ trên Steam. Điều đáng buồn là chính sách hoàn tiền của Steam chỉ áp dụng cho các game được chơi dưới 2 tiếng và đương nhiên ai cũng chơi lâu hơn thời gian này rồi. Nên giờ tất cả những gì game thủ đã mua game có thể làm là xả những phản hồi bực bội trên phần đánh giá game mà thôi. Hy vọng là sắp tới Guerrilla sớm ra mắt các bản sửa lỗi, chứ để thế này thì chắc sau này không ai dám mua game của họ nữa mất. Như trong tuần trước thì mình đã có gửi tới các bạn thông tin về chiếc cặp màn hình RTX 3000 thế hệ tiếp theo của Nvidia và em đó thì mang tên là Ampere. Đại khái thì chúng ta sẽ có sức mạnh đồ họa đồn đại rằng là sẽ tăng gấp rưỡi và ray tracing thì tăng gấp 4 lần so với RTX 2000. Và theo những cái thông tin là vào thời điểm đó thì Nvidia có khả năng là sẽ cho ra mắt chiếc card đó vào tầm tháng 9. Nhưng mà hiện tại thì có thể là Nvidia đang muốn đẩy nhanh cái tiến độ này lên. Vào thứ ba tuần này, Twitter của Nvidia đã chia sẻ một tấm ảnh vụ nổ lớn kèm theo hashtag The Ultimate Countdown cùng dòng chữ 21 ngày 21 năm. Đây có vẻ là kỷ niệm vào đúng ngày 31 tháng 8 năm 1999. Đúng 21 năm về trước, Nvidia đã ra mắt chiếc GeForce đầu tiên của họ mang tên là GeForce 256. Nhưng với thời điểm các tin đồn về VGA thế hệ mới ngày càng ngập tràn, thì gần như chắc chắn mục đích mà ông lớn màu xanh này nhắm đến là việc ra mắt những chiếc VGA Ampere cao cấp nhất của họ. Nhưng với con số 21 trùng hợp như thế này thì mình dự đoán là chúng ta sẽ không có RTX 3080 Ti đâu, mà sẽ là 2180 Ti đấy. Còn nếu như mình dự đoán trúng hay không thì chúng ta hãy cùng chờ đợi nhé. Mặc dù được coi là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong thị trường cả màn hình đồ họa dành cho máy tính, thế nhưng mà từ khi cho ra mắt những chiếc card HD 7970 hay là 7950 cho tới nay thì nhà AMD vẫn luôn đang đi theo sau Nvidia trong cuộc đua về sức mạnh đồ họa như thế này. Nhưng mà không vì thế họ dừng lại và tháng 9 tới đây thì chúng ta sẽ được cho ra mắt sản phẩm cả màn hình Navi mới. Và không biết rằng là với những sản phẩm mới như thế này thì có mang lại cái sự khởi sắc gì đặc biệt cho quân đoàn đó hay không? Chúng ta hãy cùng đón chờ nhé! RDNA 2, Big Navi, vân vân và mây mây là những tên gọi chung của thế hệ cặp màn hình mới của binh đoàn đỏ AMD. Mới đây thì lại tiếp tục xuất hiện những tin đồn cho thấy lượng VRAM của Big Navi được nâng cấp lên là 12GB và 16GB, con số cao nhất hiện tại ở thị trường gaming. Cùng với sự cải thiện 50% hiệu năng trên điện năng thì mình rất hy vọng vào buổi ra mắt vào tháng 9 tới đây, AMD sẽ thực sự mang lại được một sản phẩm đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với RTX Ampere mới. Không phải vì mình là fan của đội đỏ, mà vì khi có sự cạnh tranh thì những khách hàng gamer như chúng ta mới là người được hưởng lợi nhất. Gần đây thì giám đốc kỹ thuật của Intel đã bị cho sa thải bởi vì làm chậm tiến trình do ra mắt sản phẩm 7 nanomet của họ, khiến cho CEO của Intel đã bị mất mặt khi đi ăn với CEO của AMD. Bởi vì trong khi Intel vẫn đang miệt mài với 14 nanomet dương vô cực thì nhà AMD đã nhởn nhơ với 7 nanomet trong khoảng 1 năm nay rồi. Và với việc chậm ra mắt sản phẩm 7 nanomet như thế này thì nhà Intel sẽ thay vào đó là cho ra mắt một sản phẩm CPU laptop 10 nanomet cộng mới có tên là Tiger Lake sẽ được cho ra mắt vào ngày 2 tháng 9 tới đây.
Tại sự kiện này thì các CPU ra mắt sẽ chỉ bao gồm các sản phẩm dành cho laptop, trong đó các hãng laptop hàng đầu chắc chắn sẽ quảng bá sản phẩm mới của mình được trang bị các CPU Tiger Lake 10 nanomet cộng, bởi vì nó đánh dấu sự ra mắt của thế hệ card đồ họa tích hợp Xe mới. Các CPU mới này của Intel mang tên Core là Willow Cove, được tăng hiệu năng IPC so với thế hệ Sunny Cove và Skylake hiện tại, giúp Intel bắt kịp hiệu năng các CPU laptop Gen 2 8 nhân. Nhưng tất cả cũng chỉ có vậy, anh em sử dụng desktop vẫn chưa có tín hiệu khả quan nào là Core i thế hệ sau sẽ dùng 10 hay là 7 nanomet cả. Thay vào đó là hàng loạt các bằng chứng thuyết phục rằng 14 nanomet sẽ theo chúng ta tới 2022 cơ. Cuối cùng là các chương trình khuyến mại tháng 8 của Hà Nội Computer dành cho các khách hàng với tên gọi là làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai 4.0. Các bạn đang là học sinh, sinh viên sẽ được giảm giá thành sản phẩm lên tới tối đa 200.000 đồng và mức giảm này áp dụng cùng với các chương trình khuyến mại khác. Đặc biệt trong tháng 8 này, các gói quà dành cho các khách hàng mua PC lắp ráp được nâng cấp và hấp dẫn hơn nhiều với tối đa hoàn lại 8 triệu đồng tiền mặt. Và đương nhiên nếu như anh em là học sinh sinh viên thì còn được áp dụng thêm mức giảm 200.000 đồng nữa, thành ra tối đa lên tới là 8,2 triệu đồng. Vậy là chúng ta đã cùng đi với nhau qua số thứ 2 của Tàu Nhanh Công Nghệ rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào 9:30 sáng chủ nhật tuần sau trên channel của Hà Nội Computer nhé. Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!